Viết Thư Music xin chào tất cả quý khách. Hôm nay Trung Kiên xin giới thiệu đến quý khách hàng một món quà hết sức là hấp dẫn. Và món quà đó là gì thì sau đây xin quý vị cùng theo dõi nha. Kính thưa quý khách hàng, thì món quà mà chúng tôi mang đến cho quý vị, cho tất cả quý khách khi chúng ta lựa chọn sản phẩm khi bottle lên, đặc biệt là trên dòng BK3 chúng tôi đã làm bộ giáo trình cấp 1 và cấp 2, thì cũng tương tự trên Roland RX20 chúng tôi cũng đã soạn và chúng tôi cũng chọn cái giai điệu, cái âm sắc và tốc độ chuẩn. Khi chúng ta mua cái Roland RX20 thì công ty Việt Thương Music sẽ tặng kèm cho quý vị một cái file, trong này bao gồm có ví dụ như chúng ta vô lớp 1, ta bấm vô MP3, đây thì chúng ta sẽ chọn một cái bài là 5 ngón tay ngoan, đây melody. Đây là cái style mà để chúng ta có thể dựa theo đây. Rồi, cái voice đầu tiên mình nãy đây là 442. Khi chúng ta nghe cái melody xong thì chúng ta có thể là bấm vô backing track rồi chúng ta tập theo cũng được. Nhìn theo cái sheet nhạc rồi chúng ta đánh. Sau khi mà chúng ta nghe tập như vậy rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái giai điệu lên. Đấy, thì lúc này ở trên sheet nhạc khi chúng ta in ra sẽ có những cái chỉ dẫn ở đây là RX20 là cái dòng model này, rồi ghi style là 135, style 135, rồi tempo 168, voice thì chúng tôi lại chọn 277. Trong cái file chúng tôi sẽ gửi cho quý vị là bao gồm có MP3 và sheet nhạc. Đây. 5 ngón tay ngoan ha. Chúng ta đến lớp 2 ha. Đây bắt kim thang melody. Thì theo đây bắt kim thang là style. Đây. Chúng ta bấm style nhưng mà 002 nè. Tempo 116. Rồi chúng ta sẽ chọn voice 74 nè, 277 nè, 277 nè, flute 102 nè, harmonica nè. Rồi, kế tiếp. Em là bông hồng nhỏ. Giáo trình lớp 3. Rồi, chúng ta sẽ chọn style theo ha. Style đây là 1066 nè. Rồi, tempo. Rồi, 144. Rồi, voice. 2. Tên là Vrat đúng không? Rồi tiếng thứ hai 099 Corion. Cái tiếp là bài phần trăng cổ tích giáo trình của lớp 4. Cũng giống như các bài khác thì có cái phần MP3 của nó đi. Rồi, chúng ta sẽ chọn style là
062, Tempo là 094. Rồi, voi thì chúng ta chọn là 277, 102 và 256. 277 rồi. Cái này là loop 102. Chúng ta sẽ chọn vài lần là chúng ta sẽ thuộc là cái vị trí đó là cái tiếng gì. 256 là oboe. Rồi, kế tiếp chúng ta sẽ có bài ước mơ trình lớp 5, ước mơ melody. Rồi chúng ta sẽ chọn guitar dây đều 088. Chúng ta sẽ chọn trên đây là rung 3. Rồi tempo là 110. Voi 252. Rồi âm sắc intro 0252. Chúng ta chọn quan tết đi. Được rồi, số 1 là cái gì đây? Guitar thùng. Rồi, có đầy đủ luôn. Ok. Ok, ngoài những cái voi chúng tôi đã chọn sẵn thì chúng ta cũng có thể là sẽ chọn, sau khi chọn xì tai thì thường là trên cái OTS, đây là cái viết tắt của từ là One Touch Sting, chúng ta ấn vào đây và chúng ta có thể là chọn từ M1, M2, M3, M4 là bao gồm 4 tiếng đã được cài sẵn trong cái xì tai đó. Tiếng 2. Xin cảm ơn tất cả quý khách đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.